xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị các bạn. Chào mừng chúng ta đến với video mới của Đức Phúc Trần Channel và chào mừng chúng ta đến với thành phố Yogyakarta, miền trung của đảo Java, Indonesia. Đây là những hình ảnh đầu tiên của chiếc xe 35 chỗ khi mà đến với đất nước bạn Indonesia ở tại Yogyakarta. Kính thưa quý vị các bạn, thì thường là chúng ta bay chuyến bay sang đây với cái chuyến bay của Asia Air Asia thì buổi tối, chính vì thế là để tranh thủ thời gian thì thường là ban tổ chức sẽ đặt cái phần ăn trên xe như thế này, cơm hộp như thế này, nó rất là tiện cũng như là rất là ngon. Đây là đặc sản của trên đảo về cơm chiên, cho nên đặt cho chúng ta một cái phần cơm chiên từ ở ga xe lửa của KAI của Yogyakarta đó, tức là trạm xe lửa về lại trung tâm của khách sạn. Hôm nay thì Đức Trần Channel ở khách sạn Melia 5 sao. Về lại khu vực này thì nó mất khoảng chừng 15 đến 20 phút. Ngày trong 15 đến 20 phút này thì có thể dùng cái tranh thủ dùng cái bữa cơm này, cơm hộp, mặc dù là nó đơn giản như thế nhưng mà cũng rất là đầy đủ và ngon, cũng là một đặc sản của trên đảo. Nó cũng rất là tiện, chứ nếu mà về tới khách sạn thì chúng ta check in rồi chúng ta lên trên phòng chúng ta xuống ăn cơm vân vân thì nó khá là trễ. Và chào đón anh bạn Ronnie, hướng dẫn viên địa phương ở trên đảo này. Anh chia sẻ đôi nét về lại thành phố Yogyakarta cũng như là sơ nét. Tuy nhiên thì mọi người ai nấy rất là mệt mỏi khi mà phải di chuyển một cái lịch trình khá là dài, cho nên cũng ít ai để ý. Có thể rằng là ngày mai khi bắt đầu một cái cuộc hành trình thì mọi người sẽ nghe chăm chú hơn và cũng như là anh sẽ chia sẻ lại những thông tin nó cụ thể hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển về lại khách sạn nha. Chúng ta sẽ di chuyển về là khách sạn Melia, trong hệ thống khách sạn Melia của quốc tế. Và như đã chia sẻ thì ở đây thì chúng ta di chuyển về khoảng 15 đến 20 phút. Và trong cái thời gian này thì chúng ta tranh thủ dùng cơm hộp, cơm chiên như trên màn hình chúng ta thấy, cũng rất là ngon, rất là tiện. Và về đến khách sạn thì họ có welcome drink, và Đức Trần Channel cũng sẽ cố gắng gửi đến quý vị những hình ảnh của khách sạn về ban đêm lung linh thế nào cũng như đẹp làm sao. Đức Phúc Trần Channel xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị các bạn. Chào mừng chúng ta đến với video mới của Đức Trần Channel, nơi cung cấp tất cả những thông tin về du lịch trong và ngoài nước. Và hôm nay hiện tại thì Đức Phúc Trần Channel đang có mặt ở tại thành phố Yogyakarta của Indonesia, nằm ở miền trung của Indonesia, và đây là đảo Java. Và như chúng ta biết rằng là ở đây là một cái thành phố Yogyakarta, một cái thành phố cổ của đất nước Indonesia. Tối nay thì Đức Phúc Trần Channel đang check in ở tại một cái khách sạn 4 sao rất là đẹp ở ngay trung tâm của thành phố Yogyakarta, và đây là khách sạn Melia Purosani. Bây giờ thì chúng ta sẽ dạo một vòng để vào check in khách sạn này, và ở nơi đây thì rất gần với trung tâm phố đi bộ, khu chợ đêm cực kỳ nổi tiếng, cực kỳ sôi động ở tại Yogyakarta này của đảo Java Indonesia, đó là Malioboro. Cho nên chúng ta sẽ check in xong rồi chúng ta sẽ dạo một vòng để đi đến với khu phố đi bộ này nhé. Ok, let's go cùng với Đức Phúc Trần. Đây khách sạn Melia Purosani, rất là đẹp, ở tại Yogyakarta nha. Chúng ta cùng đi vào trong. Ở video sau thì Đức Phúc Trần Channel sẽ đưa quý vị các bạn đi tham quan khu phố đi bộ rất nổi tiếng ở tại Yogyakarta này. Đó là cái khu phố đi bộ Malioboro.
Đây là đoạn đường mà chúng ta sẽ vào check-in khách sạn. Good night. See you tomorrow. Yes. So it means in the lobby is your car. Yeah, yeah. I already. Yes. Yeah, yeah. Yeah, yes. Yeah. Đây là cái nhà hàng Chin San. Ngày mai sẽ đoàn sẽ ăn sáng. Tuy nhiên thì sẽ đi cái cửa bên trong của khách sạn. Khách sạn này 4 sao thôi nhưng mà rất là lớn. Vô họ có welcome ring, cũng như là sự chào đón rất là nồng nhiệt. Đây là khuôn viên của reception lễ tân, một cái khuôn viên rất là rộng. Đây là khu nước welcome ring. Họ có làm hai loại nước, trà gừng nóng và một cái loại nước lạnh, cũng là gừng xả. Cái sảnh bên dưới lobby họ có cái khu cà phê rất là sang trọng, dễ thương. Đây là khu vệ sinh và đây là cái cửa để vô cái nhà hàng ăn sáng ngày mai. Khuôn viên nhà hàng. Ở đây thì 6 giờ sáng là họ đã phục vụ ăn sáng rồi. Và như video trước Đúng Rồng Channel có dịp chia sẻ với ta đó, về múi giờ của nước bạn Indonesia thì cùng múi giờ với Việt Nam chúng ta. Cho nên là 6 giờ sáng họ đã có phục vụ ăn sáng. Rất là xinh đẹp, rất là dễ thương. Bây giờ chúng ta thử ra khuôn viên sân vườn bên ngoài của họ nha. Họ có một cái sân vườn rất là đẹp. Sáng mai thì Đúc Tròn Channel sẽ cố gắng lấy thêm một vài hình ảnh buổi sáng cho vì các bạn. Còn bây giờ buổi tối thì nó cũng lung linh dưới ánh đèn màu buổi tối. Tuy nhiên buổi sáng thì sẽ rõ hơn. Họ có làm một cái sân vườn rất là tuyệt vời. Có một cái khu vườn rất là tuyệt vời ạ. Có khu dành cho trẻ nhỏ vui chơi.
thư giãn cho người lớn. Quá là đẹp. Đây là khu hệ thống phòng. Phòng của họ là phòng building. Và bây giờ chúng ta sẽ qua khu hồ bơi nhé. Xem hồ bơi của họ buổi tối. Đường channel quên check là hồ bơi này họ mở cửa đến mấy giờ, nhưng mà rất là đẹp, tuyệt vời. À, họ xây dựng cái kiến trúc building như hình chữ V vậy. Và hy vọng là sáng sớm ngày mai Tướng Trần Channel sẽ gửi đến chúng ta cái hình ảnh nó sẽ sáng đẹp hơn. Chất lượng hình ảnh sẽ rõ hơn nhé. Đây họ cũng có khu bar giải trí, có nhạc, có pizza lỗ. Có bàn chơi luôn. Bây giờ chúng ta sẽ check in trở lên phòng. Hệ thống hành lang họ đều trang bị thảm rất là đẹp. Good evening. Good evening. Yes. À, tất cả là view city view. Núi Trần Channel đang tranh thủ để đi đến với khu phố đi bộ Mario Puro để gửi đến tất cả những quý vị những hình ảnh cũng như là những thông tin về cái khu phố đi bộ này. À, rồi đây là khung cảnh phòng ha. Cũng rất là rộng rãi. Đây restroom, bathroom. Ừ.
Có bồn tắm đứng, tắm nằm luôn. Dạ, phòng rất dễ thương, rất đẹp. À, và vẫn là city view luôn. Đọc thử coi có ai ai rồi. Yeah, good morning cả nhà buổi sáng nha. Yeah, good morning cả nhà buổi sáng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dạo một vòng để chúng ta sẽ thấy những món ăn sáng ở tại nhà hàng của Melia nha. À, rất là nhiều cái món ăn chất lượng hấp dẫn. Good morning. Yes. Đây có trái mây đây, trái da rắn đây, một trong những đặc sản của Indo. Tất cả các món ăn rất là chất lượng. Wow. Morning. Rồi, bây giờ mời cả nhà cùng ăn sáng nha. Đây, mời đại gia đình cùng ăn sáng nha. Đức Phú Trần Channel muốn mỗi cái dùng một ít để
có thể thưởng thức được các vị của người Indo xem như thế nào. Có súp, có giống như hủ tiếu đó, cái này là hủ tiếu, rồi cũng có những cái món tây, có cơm để ăn thử cái cơm gạo của người Indo. Có đặc biệt hơn không? Nhưng mà thấy hạt gạo của họ rất là ngon, nhìn giống như là gạo của Nhật, gạo của Hàn đó, tức là gạo nó no tròn. Rồi, mời cả nhà ăn sáng nha. Have a nice meal nha. Yeah, đây là khuôn viên của khách sạn Melia Fusorani ở Rojakarta. Ngày mới ha, buổi sáng. Hình ảnh màu sắc rõ nét. Rất là đẹp ạ, không khí trong lành. Đây là khu vực hồ bơi. Ở đây họ có cái sân khấu nhỏ, chúng ta có thể tổ chức gala, dinner, v.v. rất là thú vị. Đây có sân khấu cạnh hồ bơi đây, khuôn viên sân vườn rất là tuyệt vời. Quá đẹp.